Đến nay, Felix Beckenrader đã giành được 2 huy chương bạc ở nội dung 5.000m và 10.000 nam. Niềm hạnh phúc của anh càng thêm ý nghĩa khi đã nắm tay hai vận động viên Việt Nam là Nguyễn Văn Lai, huy chương vàng, và Nguyễn Văn Thao, huy chương đồng, để ăn mừng. Khoác lên mình là cờ Timor-Leste, Felix Beckenrader không quên cầm trên tay quốc kỳ Việt Nam, trân trọng từng khoảnh khắc trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Đằng sau tầm vóc nhỏ bé của anh là một chiến công lớn lao chưa từng có trong lịch sử điền kinh đất nước chỉ hơn 1,3 triệu dân. Cả ba vận động viên giành huy chương đã nắm tay nhau mừng chiến thắng trong tiếng hò reo của các cổ động viên. Khoảnh khắc này nhanh chóng được bắt lại và trở thành khoảnh khắc đẹp nhất SEA Games 31.